Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vâng, vấn đề học phí bậc đại học luôn được mọi người quan tâm, nhất là khi thời điểm năm học mới đang đến gần. Với những trường có mức học phí ổn định luôn là lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em theo học. Còn với những trường dọa tăng mạnh sẽ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Tăng học phí, câu chuyện nan giải không hồi kết giữa các trường đại học. Mùa năm mới đến, nỗi băn khoăn của phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm môi trường học tìm hiểu cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy mà học phí cũng là một trong những yếu tố hàng đầu trước khi đưa ra quyết định cho con em theo học ở đó, bởi không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện kinh tế khá giả như nhau. Vậy nên, thí sinh cần chọn trường có học phí phù hợp để không bị quá áp lực chuyện cơm áo gạo tiền ảnh hưởng tới kết quả học tập. Trước đó vào chiều ngày 10 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về vấn đề học phí và sách giáo khoa năm học 2023-2024. Sau phiên họp, một số sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục đào tạo đề xuất áp dụng phương án 1, tức là mức học phí năm học 2023-2024 sẽ rất cao so với năm học 2022-2023. Mức trần học phí của trường đại học công lập năm tới sẽ tăng bình quân 45,7% so với năm ngoái do trước đó không tăng học phí 3 năm liền. Tuy nhiên, để dung hòa ý kiến của phần lớn cơ quan liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng chọn phương án 2, tức là đảm bảo lợi ích của người học và cơ sở giáo dục đạt được sự cân đối hài hòa sẽ khả thi và phù hợp hơn thông qua mức tăng bình quân không quá 12,5% một năm. Mặc dù đã có không ít cơ sở giáo dục triển khai chủ trương mới tăng học phí nhằm điều tiết chính sách quy mô nâng cao kế hoạch giảng dạy, nhưng cũng có không ít những trường vẫn lựa chọn giữ nguyên mức học phí để học viên dễ dàng theo học mà không bị áp lực kinh tế đè nặng. Một trong những trường đại học tiếp tục áp dụng mức học phí năm học cũ trong năm học 2023-2024 cụ thể như sau. Trường Đại học Thương mại Trước đó trong đề án tuyển sinh, Đại học Thương mại công bố mức thu học phí năm học 2023-2024 với chương trình chuẩn giao động từ 23 đến 25 triệu đồng, chương trình chất lượng cao, tích hợp. 35,2 đến 40 triệu đồng. Năm ngoái, mức thu học phí đại học chính quy áp dụng cho khóa 58 của Đại học Thương mại dao động từ 535.000 đồng đến 959.000 đồng một tín chỉ. Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện công bố điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức học phí năm học 2022-2023 với chương trình đại học chính quy. 3,5 năm, có mức học phí thấp nhất 373.000 đồng một tín chỉ và cao nhất là 428.000 đồng một tín chỉ. Với chương trình Đại học Chính quy 4 năm, mức học phí giao động từ 386.000 đồng đến 776.000 đồng một tín chỉ. Chương trình Đại học Vừa học Vừa làm có mức học phí thấp nhất 459.000 đồng và cao nhất là 513.000 đồng một tín chỉ. Đại học Mở Hà Nội, ban lãnh đạo trường quyết định điều chỉnh học phí năm học 2023-2024 theo hướng không tăng như chính phủ yêu cầu, trường sẽ thông báo cụ thể sau. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên chương trình đào tạo chuẩn có mức học phí 354.000 đồng một tín chỉ, chương trình đào tạo chất lượng cao có mức học phí 770.000 đồng một tín chỉ. Trường Đại học Ngoại thương xác nhận thực hiện theo đúng tinh thần của chính phủ về việc dừng tăng học phí trong năm học 2023-2024 dù còn đứng trước nhiều khó khăn. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thu học phí theo đúng quy định của chính phủ. Trước đó theo đề án tuyển sinh năm học 2023, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định mức thu học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2023-2024 dự kiến là 15 triệu đồng trên 10 tháng một sinh viên, còn học phí năm học 2022-2023 trung bình là 12 triệu đồng một năm học. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội quyết định không tăng học phí theo lộ trình nhằm chia sẻ đồng hành với người học. Theo công bố gần đây nhất của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, mức học phí giao động từ 1 triệu 2 đến 1 triệu 450 000 đồng một tháng, thay vì 1 triệu 410 000 đồng đến 1 triệu 640 000 đồng một tháng như đề án trước đó. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, bà lãnh đạo trường quyết định không tăng học phí trong năm học 2023-2024 với chương trình đào tạo chuẩn có mức học phí 354.000 đồng một tín chỉ, chương trình đào tạo chất lượng cao có mức học phí 770.000 đồng một tín chỉ. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương, hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm, việc không tăng học phí năm học 2023-2024 đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như thu nhập cho cán bộ giảng viên, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập. Nhưng tập thể lãnh đạo trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải và đất nước. Đồng thời kêu gọi cán bộ giảng viên và người lao động đồng lòng cùng nhà trường, người học chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn này. Trên đây là một trong những trường đại học có quyết định giữ nguyên mức học phí trong năm học 2023-2024. Việc đưa ra quyết định này giúp học viên có thêm động lực tham gia học tập, trải nghiệm mà không bị áp lực tài chính cản trở. Vấn đề tăng giảm học phí sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật khi có thông tin mới nhất ngược lại với các trường đại học có đề xuất tăng học phí khiến cho người học không khỏi lo lắng, băn khoăn bởi mức học phí dự kiến cao ngất ngưởng, chưa thực sự phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của nhiều người. Phải kể đến như một vài trường hợp, trường đại học Điện lực đưa ra mức học phí năm tới là 16 đến 18 triệu đồng một năm, tăng 14% so với năm trước. Trường đại học Giao thông Vận tải dự kiến mức học phí năm học 2023-2024 tăng 10% so với hiện tại. Trước đó, khối kỹ thuật 415.800 đồng một tín chỉ, khối kinh tế 353.300 đồng một tín chỉ. Trường đại học FPT, ban lãnh đạo trường thông báo tăng học phí chính khóa 28,7 triệu đồng một học kỳ, tương đương cả năm là 57,4 triệu đồng. Tại nhiều trường, mức tăng học phí từ 10 đến 20% khi chia sẻ về lý do tăng học phí đại diện một số cơ sở giáo dục cho rằng kinh phí nhà nước cấp cho giáo dục hiện nay quá thấp không tăng học phí thì khó cải thiện chất lượng giáo dục còn theo quan điểm của các chuyên gia giáo dục khi tăng học phí các cơ sở đào tạo các địa phương cần có những tính toán khoa học cụ thể về việc tăng tổng sản phẩm quốc nội lạm phát từ đó đưa ra mức tăng học phí hợp lý đồng thời phải có cơ chế chính sách phù hợp với những đối tượng khó khăn yếu thế để học sinh có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học từ câu chuyện tăng giảm học phí, người học cần xem xét, cần nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đăng ký học tại một cơ sở giáo dục nào đó. Chất lượng đào tạo, ngành đào tạo là yếu tố hàng đầu, nhưng vấn đề tài chính cũng không kém phần quan trọng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình theo học. Theo quý vị, tăng học phí đại học là một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Cách nhìn mới về học phí gắn liền với tự chủ đại học đã mang đến thái độ tích cực, thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng của người học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường cần thay đổi cách nhìn từ câu chuyện tăng học phí. Câu chuyện tăng hay giảm học phí chưa bao giờ hết nóng hổi, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước những tranh cãi đó, tiến sĩ Lê Trường Tùng, chủ tịch hội đồng trường Đại học FPT nhận định rằng, giáo dục đại học là một dịch vụ vừa mang tính công ích, tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao vị thế cạnh tranh của quốc gia, giảm tệ nạn xã hội, vừa mang tính tư ích đáp ứng nhu cầu học tập tạo cơ hội có thu nhập cao hơn cho từng cá nhân cho nên giáo dục đại học nói chung đều phải hoạt động với nguồn thu từ cả công và tư theo nguyên tắc ai hưởng lợi người đó trả tiền việc tăng học phí phải luôn gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo và trách nhiệm giải trình xã hội giáo dục đang trên lộ trình điều chỉnh mức học phí ở mức đúng và đủ hiện nay nhiều gia đình xác định học phí đại học là khoản đầu tư lâu dài cách nghĩ này khá đúng và phù hợp nhất là trong giai đoạn các trường đại học đang thực hiện cơ chế tự chủ việc tăng học phí không có nghĩa giảm công bằng xã hội nếu nhìn ở góc độ khác các trường đại học muốn có chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo thì cần phải có kinh phí hỗ trợ muốn vậy cần phải tăng học phí nếu giữ nguyên mức học phí thấp vừa suy giảm chất lượng giáo dục vừa không có điều kiện hỗ trợ sinh viên nghèo đầu tư cho giáo dục đại học là đầu tư cho tương lai là tăng sự tiếp cận giáo dục đại học hiện nay một số trường đại học trong khu vực đang có mức chi phí cao gấp chục lần so với chi phí tại các trường đại học công lập tại việt nam nếu giữ nguyên mức đầu tư như hiện nay sẽ rất khó để cạnh tranh các chuyên gia đưa ra tính toán rằng đầu tư cho giáo dục đại học ở việt nam thu về lợi ích cao hơn hẳn so với các nước trên thế giới vì vậy người học cần đặt ra bài toán đầu tư cho tương lai của chính mình để đảm bảo quyền lợi của người học, cần phải có chính sách thật tốt. Để con em nhà nghèo học giỏi hoặc là các em học giỏi có thể tiếp cận được học bổng và đảm bảo quyền được học đại học. Mặt khác cũng phải đảm bảo học phí phải là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào đại học và trở thành học đại. Trên thực tế, không ít sinh viên chọn trường có kinh phí không phù hợp nên rất áp lực khi theo học. Chính vì thế, học viên cần phải xem xét khả năng kinh tế của gia đình, bản thân có đáp ứng được vấn đề học phí, chi phí học tập hay không tránh việc bỏ dở giữa trường ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai mỗi cá nhân hãy chủ động cân nhắc cân đối với thực tế xác định cho bản thân đúng nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân nhu cầu xã hội và hoàn cảnh gia đình để có hướng đi an toàn nhất cùng với đó nhà trường cần có chính sách để cơ sở giáo dục không nhất thiết tự chủ hoàn toàn mới được xác định học phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật việc này đòi hỏi đổi mới tư duy quản lý và cần có những đổi mới chính sách để đảm bảo cơ sở giáo dục có sự tự chủ về học thuật ở mức cao hơn học phí đôi lúc là vấn đề căn bản trước khi đưa ra quyết định theo học bởi cá nhân mỗi người đều có cái nhìn thực tế về hoàn cảnh gia đình và bản thân thông tin học phí sẽ tiếp tục để chúng tôi cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại